Có người bảo xác suất để được sinh ra trên đời là 1/400.000 tỷ, nên tôi chính là kết quả của một phép màu nhiệm, đang sống và đang thở. Mỗi giây phút tôi có được trên đời đều là món quà quý giá. Tôi sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, miễn là vẫn còn sống, tôi sẽ trở nên tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Khi cuộc sống khó khăn, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để vượt qua. Tôi không tìm lý do để thoái thác. Tôi đương đầu với những thử thách và chinh phục chúng. Tôi từ chối trở thành người ở mức trung bình. Cho dù cả thế giới có cố dìm tôi xuống, bằng mọi giá tôi sẽ vươn lên. Niềm tin tôi đặt vào bản thân mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Không có gì gọi là quá sức, ép buộc hay mù quáng đối với tôi. Nếu bạn chạy 5 dặm, tôi sẽ chạy 7 dặm. Nếu bạn đẩy tạ 100 kg, tôi đẩy 110 kg. Tôi sẽ thắng hoặc tôi sẽ chết. Đó mới chính là tôi. Tôi chưa từng gặp một trở ngại nào mà không thể vượt qua. Thế gian không phải chỉ toàn cho ta những rào cản, nó còn mang lại những cơ hội bất tận. Nếu vấp ngã, tôi sẽ đứng dậy. Và nhờ cú ngã đó tôi sẽ tiến bộ hơn. Hai chữ không thể chỉ làm cho khao khát thành công của tôi bừng cháy dữ dội hơn mà thôi. Tôi biết rằng con đường ít người đi là con đường khó khăn, nhưng việc chuyển hướng không bao giờ là lựa chọn của tôi. Người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự thành công của tôi chính là tôi. Đến giây phút cuối cùng, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi sẽ không bao giờ hối hận, vì tôi đã luôn cố gắng hết mình. Những thứ tôi đã hy sinh, mồ hôi, nước mắt và máu, vô số giờ luyện tập cực khổ, tất cả sẽ không là vô ích. Đó là ý chí làm nên nhà vô địch, và đó cũng chính là tôi.